Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu hầu hết có tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động, nhiệt tình và rất thân thiện. Do đó, phần lớn những người tuổi Dậu đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Dậu gặp được cục diện nhị hợp với Thái Tuế nên vận trình gặp được rất nhiều may mắn. Chính vì vậy mà trong năm 2024, tuổi Dậu có được những đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tử vi tuổi Dậu năm 2024 ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Để biết rõ hơn về vận trình của mình trong năm 2024, mời các bạn cùng theo dõi video luận giải chi tiết tử vi của người tuổi Dậu dưới đây. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Dậu năm 2024 Giáp Thìn. Nếu tử vi tuổi Dậu năm 2023 khá bình lặng, thì năm 2024 là cơ hội để gia chủ được bù đắp hướng tới sự thăng hoa rực rỡ. Do có các tinh phù trợ, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến. Công việc, phương diện sự nghiệp có nhị hợp tương trợ, bản mệnh cần xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, khó khăn cũng không quá đáng lo khi quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc, chỉ cho bạn một lối đi. May mắn hơn, con giáp này còn thường xuyên được giới thiệu cả phân công cho những cơ hội phù hợp với khả năng, giúp nâng tầm vị thế của bản thân. Tài lộc, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư, làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có nhiều tài lộc đưa tới. Tuy nhiên cũng cần chú ý tiểu nhân cạnh tranh, hãm hại và hao tán tiền bạc xuất hiện, nên bản mệnh cần hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Năm nay cũng có những chuyện thị phi rắc rối xảy đến. Vì vậy, dù việc làm ăn, lợi lộc có sự phát triển nhất định, nhưng người tuổi Dậu dễ gặp phải tai họa khôn lường. Tình cảm, cục diện nhị hợp cũng giúp ích nhiều cho con đường tình duyên của người tuổi Dậu. Nếu còn độc thân, bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp mặt các đối tượng được giới thiệu. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui, đón thêm thành viên mới. Cũng nhờ vậy, quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó, bạn và người ấy tìm được động lực để tiến lên. Sức khỏe có phần giảm sút hơn trước nhưng không quá nghiêm trọng. Đề phòng bệnh cũ tái phát, phải can thiệp giao kéo. Trong năm 2024 Giáp Thìn, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Đinh Mão, tháng 3 âm lịch từ ngày 10 tháng 3 năm 2024 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Dậu và những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp, quan vận của mệnh chủ tuổi Dậu năm Giáp Thìn 2024. Nhờ cục diện nhị hợp Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu hanh thông hơn. Bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng được người giúp đỡ. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì, thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Với người làm công, ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Năm 2024 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi. Gia chủ được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt,
dù vừa bước chân vào một môi trường mới, cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, dù bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của mệnh chủ tuổi Dậu năm Giáp Thìn 2024. Con đường tài lộc của người tuổi Dậu trong năm Giáp Thìn khá thuận lợi, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều cần hết sức lưu ý, vận trình có khúc quanh co, có thời điểm vận khí xấu, tác động, không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn bởi rủi ro rất cao. Phù hợp nhất là lựa chọn hạng mục chung và dài hạn, chỉ cần không quá tham lam, ắt có tiền chảy vào túi. Trong năm tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo. Thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2024, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dậu năm Giáp Thìn 2024. Trong năm có nhiều cát tinh hỗ trợ, sức khỏe người tuổi Dậu khá tốt, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Có đau ốm cũng mau lành do gặp đúng thầy, đúng thuốc. Có điều cần lưu ý tác động của hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại, có thể phải động chạm dao kéo. Nhưng yên tâm, kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tử vi nhắc nhở, bạn đừng quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Người đã cao tuổi chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Dậu năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi của 12 con giáp năm 2024 thấy rõ, dưới sự tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi Dậu được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm. Bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên khi được giới thiệu cho các đối tượng, bạn cũng chẳng còn thái độ phản cảm như trước. Mệnh chủ tuổi Dậu đã kết hôn hoặc đang yêu đương sẽ gặp một thử thách vô cùng lớn. Bản mệnh dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có hiện tượng như xung đột nhiều cùng người yêu. Đồng thời cũng dễ bị bên thứ ba phá rối, có cãi vã, tranh chấp, phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang cùng người khác giới kết giao, phải giữ đúng chừng mực.
Vận hạn chi tiết của từng tuổi Dậu năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, Sơn Hạ Hỏa. Bước sang năm 2024, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 không còn chiếm nhiều ưu thế trên phương diện sự nghiệp. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cần tránh xa những điều cám dỗ bên ngoài, giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, không nên để kẻ thứ ba tìm được cơ hội chen chân vào gia đình, khiến vợ chồng mâu thuẫn, quan hệ rạn nứt. Khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả khi rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức mình, không nên làm việc quá sức, gây tổn hại đến sức khỏe. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, Đại Trạch Thổ. Cơ hội sẽ xuất hiện liên tiếp với người tuổi Dậu, sinh năm 1969. Bằng kinh nghiệm phong phú cùng với bản lĩnh của mình, bạn có thể nhanh chóng chớp lấy thời cơ, khẳng định vị thế của mình và khiến nhiều người thán phục. Chuyện làm ăn cũng thuận lợi bởi bạn xác định được chỗ đứng của mình trong thị trường. Bản mệnh cũng không lo sợ bị đối thủ chèn ép, ngược lại coi đó là động lực để không ngừng bứt phá các giới hạn. Công việc bận rộn đôi khi sẽ khiến bạn quên dành thời gian cho gia đình. Hãy nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống, đừng quá thiên về một khía cạnh nào. Dù có nhiều việc thế nào cũng hãy luôn quan tâm đến gia đình nhé. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Thạch Liệu Mộc. Vận trình của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong năm 2024 không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của bạn. Trong công việc sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của con giáp này trong năm 2024 khá vượng. Vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, Kiếm Phong Kim. Người tuổi Dậu, sinh năm 1993, hãy tập trung vào công việc để khẳng định bản thân. Cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy mà bạn cần luôn ở trong tư thế sẵn sàng, không để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Trên phương diện chi tiêu, bạn chớ tiêu xài hoang phí, ngay cả khi túi tiền đang rủng rỉnh đi nữa. Nếu có thời gian rảnh, hãy sắp xếp các công việc làm thêm hoặc nghiên cứu thêm các lĩnh vực đầu tư, giúp tiền đổ vào túi nhiều hơn nữa. Với người độc thân, bạn nên chủ động và cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Đừng mãi đóng chặt cánh cửa trái tim. Ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt bụng, xứng đáng để bạn mở lòng, đừng mãi giam mình trong những tổn thương quá khứ. Tuổi Ất Dậu, sinh năm 2005, Tuyền Trung Thủy. Xem tử vi năm Giáp Thìn, người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên. Nếu biết vận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ thụt lùi hơn so với bạn đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ, nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Các gia chủ tuổi Dậu trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng
để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về là số tử vi của tuổi Dậu trong năm 2024 Giáp Thìn. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2024 Giáp Thìn này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.